Với việc phát triển du lịch, đặc biệt là sự nổi lên trong vài năm gần đây của Măng Đen, giúp cho chính quyền tỉnh Kon Tum quyết định xin kinh phí đầu tư và sửa chữa, mở rộng tuyến quốc lộ 24, tạo điều kiện cho khách du lịch và giúp thông thương từ các tỉnh phía Đông lên Tây Nguyên bằng đường bộ. Cho những ai cần thì tuyến quốc lộ 24 dài gần 170 km, nối trung tâm thành phố Kon Tum với quốc lộ 1A, địa phận huyện Mộ Đức của tỉnh Quảng Ngãi. Cách đây nửa năm, tuyến quốc lộ 24, khu vực thị trấn Măng Đen đã được sửa chữa, đường khá đẹp. Tuy nhiên, từ khu vực xã Hiếu của huyện Công Plong, Kon Tum, đường khá xấu, kéo dài đến hết chân đèo Viêu Lắc, giáp ranh địa phận Quảng Ngãi. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, tháng 7 năm 2023, tuyến đường này vẫn đang gấp rút cán nhựa, chuẩn bị hoàn thành. Trong tương lai gần, mọi người có thể được trải nghiệm cung đường rất đẹp, từ hình ảnh thiên nhiên núi rừng cho đến mặt đường êm đềm khi di chuyển trên tuyến này. Chi tiết mời mọi người xem trong clip nhé. Rồi, bắt đầu từ vườn hoa Măng Đen. Măng Đen Đại Ngàn đi xuống, đi về lại theo quốc lộ 24, đi về lại Quảng Ngãi. Có vẻ như đường đang, so với thời gian trước thì đường đã làm xong cũng khá là nhiều rồi. Hai bên là anh ơi, làm đẹp luôn rồi. Ngủ ha. Wow. Khu vực này là một những khu vực đường đẹp nhất của Măng Đen. Đây nè hả? Ngắm cảnh nè. Đây là một những khu vực rất là đẹp của Măng Đen. Đây thông còn theo rất là nhiều cái, luôn. Theo hướng dẫn. Đây là lên nè. Quẹo trái này lên Măng Cành nè, lên tượng Đức Mẹ Măng Đen đó. Đức Mẹ bị cục tay. Hết cái dốc chút mà tới. Ừ. Lên xíu à, mấy trăm mét. Trong đó có chợ nhóm. Cũng khá là hay ha. Ồ, hôm nay trời nắng rất là đẹp luôn. Rất thích hợp để mà quay phim. Chụp hình. Ừ. Wow. Sức rồi đó, xuống miếng ăn kẹo rồi. Ừ. Xuống rồi hồi lên xuống. Giờ là mình xuống á. Mình xuống nhiều lắm. So với việc bữa trước mình đi là đang còn làm ngủ ngang thì bây giờ đã bắt đầu có hình thành nhiều hơn rồi ha. Hai bên là có thực hiện những công trình chống sạt lở. Wow. Hoàn thành rồi đó. Ừ. Xưa mình đi khác. Ừ. Wow, hôm nay nắng đẹp, nhìn cực kỳ đẹp luôn. Đây là một cái đồng lúa. Ở đây có một cái công trình, một công trình chắc để chuẩn bị trồng hoa lên. Rồi 12 giờ trưa chắc cũng ít sương cũng đã. Ồ, đường làm rất là đẹp rồi. Mới sửa anh. Mới sửa. Mới sửa mới mở rộng. Cũ banh. Mở rộng thêm ha. Mở rộng thêm. Thấy nó cạo qua anh cái dắt đội bự. Sụp bự ra. À, hồi đây nó bắt đầu sụp ở trên đây nè ha. Sụp cũng nhiều nữa ha. Đó, nó sói nó hút vô vậy. Ừ. Bởi vậy họ phải gia cố thêm bằng xi măng là vậy đó ha. Khai thác bên kia chặt thông quá trời. Đừng phá
lòng đi đường. Mùa cuối năm là lạnh dữ lắm. Ở đây là đứng dưới này là sương gung. Bây giờ em đi mùa hè nó khác, mùa hè nó nóng rồi. Với năm nay bị nóng bất thường mà. Ừ. Các cái nơi mình đi là họ cũng đang còn trong giai đoạn làm phát triển thêm thôi. Ồ. Mình lên trên đèo Violắc không chừng mây à nha, phía trước là thấy mây lắm rồi đó. Mưa chứ. Vẫn chơi đâu. Mình thấy nắng gắt đến nỗi mà bây giờ là... thấy nó có cái dũng nó nhòe nước lên luôn á. Hiện tại bây giờ là 1 giờ trưa rồi. Phía trước là có những dụng ngọn núi và mây trên đó rồi. Ngọn núi đó là hồi mình sẽ đi qua đó. Lúc này thì nắng đẹp không có sương. Đi rồi biết. Đó, phía trước có một con dốc khá là sâu. Dốc xuống rừng thông hai bên rất là đẹp ha. Người ta phá ra người ta làm là nó cũng chống bớt rồi đó. Chưa, khu vực này là thông. Bên đây là thông con hay gì nè. Nè, người ta chồng thông cả anh nhắn. Thấy không? Ờ, cái đó là chồng đó. Nè nè. Thông có nhiều loại lắm anh ơi. Bữa em đi vô trong bảo tàng Buôn Ma Thuột á, trời ơi nó để là có mấy chục loại thông á. Để từng lá này lá kia, lá này lá kia. Do đó em phát hiện của hồ thì ra thông nó có nhiều loại đó. Thông lá kim mà thông lá dẹp nữa. Wow, ở đây cung đường đẹp hết hồn chưa. Trời, nó làm có tầng có tầng đó ha. Làm to ly luôn. Wow, bữa trước mình đi qua khu vực này là sương mù. Đây là khu vực cũng thuộc địa phận chuẩn bị vào địa phận xã Hiếu rồi. Khúc này thì vẫn là đường cũng rất là đẹp. Đây là trên đường từ Măng Đen hướng đi vào xã Hiếu. Và khu vực này mình đi qua đây hai lần, lần nào cũng mưa hết chứ. Đây là trường phổ thông dân tộc bán trú của xã Hiếu. Đó, vừa qua rồi. Khúc này bữa trước mình đi qua đây thì đường cũng có hơi xấu chút xíu. Nhưng có vẻ bây giờ đường đã sửa xong xuôi hết trơn luôn rồi. Khá là đẹp luôn. Có điều trời mưa thì có thể gây khó chịu khi mà xem video. Ồ, khúc này bớt bớt mưa rồi nè. Có một con dốc khá là đẹp luôn. Nắng lại rồi. Wow. Vừa qua khỏi trung tâm xã Hiếu nè. Ui giời ơi, cảnh đẹp. Ui giời, khúc này cảnh đẹp. Vô video cảnh đẹp tuyệt vời luôn trời. Y như lên thiên đàng vậy đó. Ui xa. Ui, nhìn xuống chỗ này mà chụp hình đẹp lắm luôn á. Đây, khu vực vừa qua xã Hiếu thì đường đã bắt đầu cán lại được rồi. Ở đây đẹp hết. Wow, đẹp kinh dị chưa kìa. Đường này đợt trước. Đợt trước là đường này bị hư nè. Mình đứng lại cọ chỗ quán cà phê chết em gì đó. Cà phê bông lao, đồ bông lao ha. Ở đây thì không ghé được. Qua đường đi qua xã Hiếu đã được trực cán rồi, mới vừa được sửa luôn nè. Chưa kịp... chưa kịp kẻ vạch kẻ đường luôn kìa. Xã Hiếu này đường bể dữ lắm. Đường bể mà cũng đường rất là đẹp luôn. Hên quá vậy trời. Bây giờ đã được cán rồi. Không ngờ nha. Ừ, trước đi ngang. Mấy anh nói là chưa. Mới cán thì luôn nè. Mấy tuần trước khi mình đi khoảng 90 ngày mấy anh nói chưa. Từ mấy ngày trước hỏi mấy anh nói chưa. Đường chưa làm. Wow. Mà thấy người ta làm sao mà nhanh vậy ta. Cán bằng máy chắc phát một luôn nè. Vậy đã tập trung làm đường này, tại nên làm trên cái khúc đường con tâm làm chưa kịp. Khúc trung tâm á.
đường nữa. Wow, đường nó làm quyển khúc này luôn nè. Anh ngay thử giới không hả? Bình thường khúc này nó đường hơi xấu là anh nhẵn. Bây giờ tự nhiên nó mới sửa thì luôn, đã thiệt. Đường này không những sửa mà còn cào mở rộng thêm nữa nè. Và vừa rồi có một cái công trình đó là chắc là để đổ nắp cống này nè nhẵn ha. Đường này đường cũ lắm. Đường làm cái đường cống mưa xuống cái nó tràn ra đường. Đường cũ nó tệ lắm. Wow, công nhận luôn á. Nó cũ mà cỡ ba chừng mười mấy hai chục năm trước kìa. Cảnh đẹp hỉ. Cảnh đẹp hà. Đây bữa hổm em đi ngang là sương mù không thấy đường, nó mờ. Tại đi tối luôn. Sụp xuống rồi. 5 6 giờ tới đây 5 giờ mấy rồi. Đi qua cái này một chút là hết thấy đường luôn. Chờ 6 giờ bắt đầu tối. Tới giờ 6 mấy xuống bắt đầu mới tối. Trời ơi, đường mới cán rập luôn. Nhựa nó còn dính ở trong cái bánh xe. Bây giờ bánh xe nó bắn lên. Bữa trước mình đi ngang này mình gặp cái xe tải bự nè. Mới đường mới cán mùi nhựa. Ô đang làm nó kìa. Thấy không? Kìa xe còn luôn kìa. Nó đang lưu luôn. Cảm ơn mấy anh em nha. Đang còn lưu luôn kìa. Biết mình đi thì mấy anh em cũng cố gắng làm. Mới cán cái đợt luôn rồi nè trời. Tại nó còn văng lên là lại nhựa nó còn rít á. Dính vô dày vỏ xe rồi. Đang làm nữa. Qua đây không ai chặn lại qua luôn. Ráng làm mà làm không xong. Chắc còn nóng quá vậy hay giờ. Ờ dưới đó có chiếc xe chạy đang theo. Nó đang cán á. Quá trời nóng nhiều rồi. Xong rồi mưa xuống sao đó. Mỗi mình đi trên. Trên đi trên á. Thì đi dưới dính nhựa dính ấy đầy luôn á. Trời ơi mới cán cái hộp hết nửa đường à. Làm lẹ mà khó kịp. Nói không cái đường ta đang ấy mà. Đấy ta kêu rồi không cho chạy. Gặp xe kìa lên trên lại đi. Rồi, hết rừng đẹp rồi. Lên gì hơn cái đường tăng ta? Sao đó? Sao đó? Đang đổ luôn kìa. Về mua cái chai nhựa đường sạch chứ sao giờ. Không kịp với mình luôn. Nó phải chặn một đầu. Trắng này nó phê luôn. Rồi xong hết đường đẹp nha mấy anh em. Đi này xong cái về cái xe nặng. Đi này xong về cái xe nó nặng hơn được không? Đánh nhanh mà cho nó. Tại đoạn hiếu này ấy lắm, đoạn hiếu này nó xấu lắm. Qua con đoạn hiếu này vô trong kia thì nó đỡ. Wow, con nhận. Nói chung cái này là sửa vừa bữa giờ rồi nè.
sửa bữa giờ rồi mà nó rải đám mi xong hết trơn rồi, giờ chờ chỉ việc cắn nhựa thôi là nhanh lắm rồi đó. Ù trời, nó mở rộng ra ngoài luôn rồi nè. Cái xe nằm công trình nãy anh nhỉ, nãy mình đi ngang có cái công trình cái chạy 4 chạy 40 km, anh nói cái bảng sao nhỏ xíu vậy đó. Xong rồi chắc có trộn nhựa nóng cho nó luôn cái gì, chở xuống là gọn. Cái bác xe luôn rồi, cái ngủ gục thiệt á. Ở dưới đây nè, xa mấy con cái. Khu vực này vẫn còn là huyện Công Long của con Tum. À mà đúng rồi, Công Long này dài lắm luôn. Qua phải đèo Viêu Lắc ở giữa, cuối đèo Viêu Lắc mới là tới địa phận của Quảng Ngãi. Mấy cái đoạn trên đó nó mới quanh co, nó nguy hiểm thôi. Không, đoạn nó xấu nhiều, đoạn này ít xấu hơn nè. Người ta cần biết là cần biết cái đoạn đó đó. Ồ, mà me mà có phơi khô nữa kìa. Quán cơm Hiệp Nương Cầu La Khơ Lết. Cọc cái suối kìa. Đã đá mi rồi lưu xong xuôi hết trơn rồi, chỉ việc chờ cán nhựa rồi. Nè, đang đào ấy rồi nè, đang đào mương rồi nè. Ừ. À vậy là cái này nó để nó lấp chứ không có làm, nó làm cái mương hở ha. Ừ. Đổ lớp bên dưới nó nhét nó thì nó chét hồ hai bên đó là xong. Có gì thì gỡ lên đây, sửa lại năng bự ra thì chở cái này lên. Ừ. Dời ra ngoài. Sợ là được thì không có đổ. Đổ luôn. Gỡ ra bằng chân. Nhớ hồi xưa chỗ mấy chỗ này khiếp. Ừ. Mấy chỗ này hồi xưa qua đây sương mù. Mù căm luôn á. Mà đường thì nó lâm dâm. Nó không có được mượt, bây giờ khúc này mượt rồi, ngon lành rồi. Đường quá tuyệt vời rồi. Đây là khu vực xã Bờ Ê, hướng từ Măng Đen đi về Quảng Ngãi. Trên trục quốc lộ 24 này, khu vực này có lấm tấm vài cái ổ gà, có vẻ như sửa chưa xong. Tuy nhiên thì khu vực phía trên kia thì chỗ xã Hiếu thì đang được cán nhựa nóng rồi. Có vẻ như chừng vài ngày nữa là khu vực xã Hiếu là đường em ru bà rù luôn, còn xã B thì đang được chắc sẽ còn sửa sao, chứ còn khúc này thì sửa rồi nè. Đây là khúc chuẩn bị vào chân đèo Viêu Lắc cũng đang được sửa rồi nè. Khúc đầu đèo đã được sửa rồi, bây giờ khúc trong này cũng đã được cào ra và rải đá mi và lưu xong rồi. Cái việc chờ khu vực trên xã Hiếu xong xuôi thì chắc sẽ kéo máy xuống đây là cán nhựa nóng luôn đó. Khúc nào xấu là họ sẽ làm luôn rồi. Bây giờ chuẩn bị vào chân đèo Viêu Lắc thành ra là đường đẹp rồi. Chừng một tuần hoặc nửa tháng hoặc chắc nhất là một tháng thì đường đây sẽ đẹp luôn á. Đã ha. Wow. Đây là một trong những phần của đèo Viêu Lắc này. Cực kỳ đẹp. Không, tiến độ này làm lẹ luôn. Ừ, nhưng mà để kéo dài thì chắc chắn là sẽ là một tháng, tại vì đường dài lắm, phải vừa xây dựng và xây đá và trộn nhựa nữa. Wow, khúc này bữa trước hư cũng nhiều, bây giờ đổ ấy luôn rồi, đổ cống luôn rồi, nặng gấp lên thêm đá nữa. Khúc này chưa sửa xong nè, đúng không? Nó chờ một tháng nữa là xong. Tiến độ này họ tập trung họ làm tốc độ luôn á. Đó. Hai cái lề hai bên là nữa là đá nó sẽ lên bằng ở đó. Bằng đó luôn á. Lan can cầu cũng có, lan can đường cũng có rồi mà kìa. Cái đập kia nói chung mà đang sửa là tốt rồi. Để đang
cào ra gãy đá mi nữa là ngon. Cái này họ cũng đang làm mà đang sửa là tốt rồi, sợ không sửa thì mới đã tiến trình nó sửa là thấy ngon rồi. Lỗ tùm lum với lại có mấy chỗ khúc này đang còn mở rộng nè, lâu có mấy cái ổ voi bự khúc này là coi như chưa xong, chưa có gì, đường vẫn còn hơi dằn nhưng mà mình cũng không đến đổi đó. Đường này hư hơn đường đợt trước mình đi. Nhưng mà chắc do xe cơ giới họ vô họ sửa trên kia là nó khúc này bị hư. Đoạn này bữa hổm nó không có. Cao lắm. Bên kia có phải mưa trên đèo rồi. Nhìn cảnh tượng gì vậy trời? Hay nắng mà ăn trước nắng với sao mà là mát mà mưa. Hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Trên đèo đường còn mới đó. Đèo Viêu Lắc này đường còn ngon lành mà ta. Ha? Chắc sửa rồi. Sửa phần này trước hay gì rồi? Không, tải lớn nó chạy dữ lắm, đường này xe lớn mà. Nói chung cũng mình chưa, cũng chúng còn cũng còn. Chờ cái anh Nam Đa này qua cái. Tiếng quyết mạch á. Nãy giờ em có gì? Có đâu, cái đường nó quanh co quá mà ta đâu có gì. Thì người ta qua bình thường. Khúc này vẫn còn ổ gà nè. Tại thấy mình trước ở đâu. Nó quan sát được là nó qua được à, thầy nó cũng chạy kỹ. Khu lịch sinh thái Măng Đen, hẹn gặp lại quý khách. Ngày các bạn cũng tạm biệt luôn là. Ở dưới đó là cái gì mà? Chạy xe trên đường, không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới. Đường đèo, cho dù rộng hay hẹp, đường xấu hay đường êm, cũng nên nhẹ chân ga, hạn chế tối đa rủi ro hết mức có thể. Gặp tai nạn lật xe, gây chết người trên đèo, buồn quá, mình mắc hẳn tâm trạng quay video. Tóm lại, tuyến đường quốc lộ 24 từ xã Hiếu đến hết chân đèo Viêu Lắc, địa phận tỉnh Kon Tum trước khá xấu thì nay đang được tiến hành nâng cấp sửa chữa. Thời gian sắp tới sẽ rất êm và rộng, các anh chị em đi tuyến này sẽ yên tâm hơn nhiều. Quốc lộ 24, đường từ chân đèo Viêu Lắc thuộc địa phận Quảng Ngãi ra đến quốc lộ 1A vẫn không có gì thay đổi so với video trước đó. Video xin được kết thúc tại đây. Nếu thấy hay vui lòng bấm like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye.